Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Luca nói về việc Đức Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng tin mừng nước trời để đem bình an của Chúa đến cho nhân loại. Đồng thời, khi sai các môn đệ lên đường truyền giáo, Chúa Giêsu cũng cho họ biết rõ tinh thần cần có của người loan báo tin mừng. Đó là sự thanh thoát với của cải và tấm lòng trung kiên trong thử thách gian khó. Thật vậy, người môn đệ đi truyền giáo trước hết phải là người thanh thoát với tiền của và sự giàu có. Con tim của họ không được dính bén đến tiền bạc để hoàn toàn thuộc về Chúa và phó thác nơi Chúa. Đây là điều kiện đầu tiên để bắt đầu cuộc hành trình của người truyền giáo. Chúa không muốn họ đi vào con đường giàu sang, nhưng là đi vào con đường nghèo khó đến độ không mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Và người môn đệ khi đi loan báo tin mừng không sợ cuộc sống nghèo, nhưng ngược lại sẵn sàng sống nghèo giữa những người nghèo để làm chứng cho tin mừng của Chúa. Tiếp đến, người môn đệ phải dám hy sinh và bền tâm trong mọi thử thách. Cụ thể, trong bài tin mừng, Chúa Giêsu đã nói rất rõ, không hề úp mở: Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Hành trình truyền giáo của người môn đệ sẽ có nhiều khó khăn thử thách ở phía trước. Do đó, người môn đệ cần có tinh thần quảng đại hy sinh và bền tâm trước những khó khăn thử thách với niềm tin và hy vọng vào Đức Kitô. Như chính Thánh Phaolô đã xác tín rằng: Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ gươm giáo? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Thực tế ngày nay chúng ta thấy ở khắp nơi trên thế giới vẫn còn có nhiều người Kitô hữu đang chịu bách hại vì tin mừng và vì danh Chúa, thậm chí bị vu khống đủ điều xấu xa. Việc chịu bách hại, bị vu khống này là những thử thách đòi hỏi người môn đệ của Chúa phải quảng đại hy sinh bản thân vì lợi ích của tin mừng. Thế nhưng trong mọi thử thách đớn đau ấy, nếu người môn đệ có lòng nhiệt thành và bền tâm, họ sẽ dần cảm nhận được rằng Thiên Chúa luôn ở cùng và thêm sức mạnh cho họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay cũng là ngày mà chúng ta quy tụ nhau nơi đây để cùng chung chia niềm vui với giáo họ Vinh Sơn trong ngày mừng kính Thánh Quan Thầy. Nói đến Thánh Vinh Sơn là chúng ta nói đến một vị thánh được Thiên Chúa ban cho đặc sủng làm phép lạ. Và tại Việt Nam, nhiều người giáo dân có lòng sùng kính Ngài một cách đặc biệt. Họ đã xây rất nhiều nơi để kính Ngài. Và với lòng tin mến đơn sơ, người giáo dân chạy đến với Ngài để xin Ngài một phép lạ qua lời kinh mà nhiều người chúng ta vẫn thuộc. Lạy ơn Thánh Vinh Sơn là tông đồ rất vinh hiển, là đấng hay làm nhiều phép lạ, là thiên thần mới về sách Khải Huyền, là đấng rất yêu dấu hay bào chữa chúng con. Chúng con xin người rủ thương nhận lời khiêm nhường chúng con cầu xin cùng người, và làm cho những ơn Đức Chúa Trời đổ xuống trên mình chúng con cho nhiều. Và quả thực, chính cuộc đời của Thánh Vinh Sơn
đã minh chứng cho những điều mà chúng ta vẫn tha thiết cầu xin khi chạy đến với Ngài. Thánh Vinh Sơn, quen gọi là Thánh Vincente, một linh mục dòng thuộc một linh mục dòng Đa Minh, Ngài sinh tại Tây Ban Nha năm 1350 và Ngài đã đi rao giảng tin mừng tại các nước Pháp, Ý, Đức, Anh và Ireland để rao giảng tin mừng bình an và cổ võ cho sự hiệp nhất trong Hội Thánh. Và có rất nhiều người đã được ơn hoán cải nhờ lời rao giảng của Thánh Nhân về sự sám hối, về ngày quang lâm xét xử của Đấng Cứu Thế. Và Ngài qua đời ngày mùng 5 tháng 4 năm 1419 tại nước Pháp. Thánh Vinh Sơn được tôn kính khắp nơi với biệt hiệu Đấng hay làm nhiều phép lạ, Thiên Thần của ngày phán xét. Và có lẽ khi nhìn lên hình ảnh của Thánh Nhân, quý ông bà và anh chị em, chúng ta thấy điều gì ạ? Nhìn lên tượng của Ngài, chúng ta thấy đây là một nam tu sĩ mặc trang phục dòng Đa Minh và với mái đầu của Ngài thật ít tóc, và một cánh tay của Ngài chỉ lên trời cao, và trên đầu Ngài có cái gì ạ? Có cái gì con thiếu nhi? Trên đầu Thánh Vinh Sơn có cái gì? Có cái gì? Nhiều bạn thiếu nhi bảo trên đầu Thánh Vinh Sơn có gì? Có quả ớt. Nhưng không phải. Trên đầu Thánh Vinh Sơn có hình lưỡi lửa. Rồi trên hai vai của Ngài có gì? Có đôi gì? Có đôi cánh. Rồi dưới chân của Ngài có các thiên thần. Người thì thổi kèn, người thì cầm chén. Rồi một thiên thần thì cầm một cuốn sách tin mừng. Hoặc có ảnh tượng các thiên thần còn cầm một khẩu hiệu dơ lên với dòng chữ hãy kính sợ Thiên Chúa. Khi ngắm nhìn chân dung Thánh Vinh Sơn như thế, có nhiều người trong chúng ta sẽ không khỏi thắc mắc, vậy tại sao Thánh Vinh Sơn lại, vì sao lại có cánh, vì sao đầu Ngài có hình lưỡi nửa? Và để chúng ta cùng nhau tìm hiểu những biểu tượng ấy, để rồi chúng ta chiêm ngưỡng, học hỏi các nhân đức của Thánh Vinh Sơn. Trước hết, Thánh Vinh Sơn, Ngài mặc một áo dòng, một áo tu sĩ của dòng Đa Minh. Vì Ngài là tu sĩ dòng Đa Minh, và Ngài gia nhập dòng Đa Minh lúc 17 tuổi. Và tương truyền là Ngài có thiên hướng theo dòng này từ khi còn thơ ấu. Và mái tóc của Ngài thật ít tóc. Các con thiếu nhi bảo rằng Thánh Vinh Sơn bị gì? Bị hói đầu. Nhưng không phải. Ngụ ý người ta đắp tượng Thánh Vinh Sơn ít tóc không phải vì Ngài bị hói đầu, mà vì lúc đó Ngài đã chịu chức cắt tóc, một dấu hiệu để thuộc về bậc sống giáo sĩ theo truyền thống giáo hội thời bấy giờ. Rồi một cánh tay Ngài chỉ lên trời, trời cao, để Ngài chỉ cho chúng ta thấy trời cao mới là đích điểm chân thật, mới là đích điểm mà chúng ta cần hướng về. Và cũng chính từ ân sủng trời cao mà Ngài mới có thể làm được nhiều phép lạ như thế. Và cũng có ý kiến cho rằng kỳ chữ cử chỉ chỉ lên trời cao của Ngài để nhắc lại một tương truyền về phép lạ nổi tiếng của Ngài là Ngài đã cứu chữa một bác thợ xây bị rơi từ giàn ráo. Ngài đã chỉ tay dừng bác thợ trên không trung để về xin phép bề trên, và khi được đồng thuận Ngài mới tiến hành làm phép lạ. Rồi hình lưỡi lửa trên đầu Thánh Vinh Sơn tượng trưng cho ơn soi sáng, cho ơn của Chúa Thánh Thần. Và đối với Thánh Vinh Sơn, cái hình lưỡi lửa đó nói nên ơn ngôn ngữ mà Ngài được Thiên Chúa ban tặng. Ngài là một nhà giảng thuyết kỳ tài,
và ngay cả khi Ngài chỉ giảng bằng tiếng Tây Ban Nha mà tất cả dân chúng đến từ khắp nơi đều có thể hiểu cả. Và trên đôi vai của Ngài mang hình đôi cánh. Đôi cánh nói nên tinh thần giảng dạy nhiệt thành của Thánh Vinh Sơn, nhất là Ngài hay giảng về ngày cánh chung để kêu gọi người ta hãy kính sợ Thiên Chúa và biết ăn năn sám hối. Vì thế mà Ngài được ví như thiên thần mới về sách Khải Huyền. Rồi Ngài cũng có tấm lòng tốt hay giúp đỡ người nghèo, nên được ví như một thiên thần Seraphim của Thiên Chúa. Rồi hình ảnh mà thiên thần thổi kèn và cầm chén, thiên thần thổi kèn hoặc cầm chén đều nhấn mạnh đến sứ điệp về ngày cánh chung theo lối văn của sách Khải Huyền. Sẽ có tiếng loa thiên thần báo hiệu ngày tận cùng và sẽ có chén tai ương. Rồi cuốn sách trên tay của Ngài hoặc thiên thần đang cầm một cuốn sách, đó là cuốn sách tin mừng. Và nhờ tin mừng của Thiên Chúa mà Thánh Vinh Sơn kêu mời người ta hoán cải và bước theo Chúa Kitô. Theo tương truyền, Thánh Vinh Sơn thuộc hầu như thuộc cả cuốn sách tin mừng. Như vậy, qua biểu tượng trên bức tượng của Thánh Vinh Sơn đều mang những ý nghĩa sâu xa. Sứ điệp hãy kính sợ Thiên Chúa nói nên ý nghĩa cuộc đời của Thánh Vinh Sơn. Ngài tôn vinh kỳ công của Thiên Chúa nơi chính cuộc đời của Ngài, và tu phục dòng Đa Minh để nói nên nhà Ngài. Ngài là một vị giảng thuyết lừng danh chính hiệu, và chính Chúa đã dùng tài năng và chính Ngài đã dùng tài năng Chúa ban để giúp nhiều người hoán cải. Đôi cánh, hình lưỡi ngựa đều làm nổi bật nên gương sáng nhân đức của Thánh Vinh Sơn. Một con người đầy tràn thánh thần, một con người thấm nhuần giá trị của tin mừng, sống đời sống thánh thiện, nhiệt thành rao giảng tin mừng, hy sinh phục vụ cho phần rỗi các linh hồn. Vậy ước gì qua ngày mừng kính Thánh Vinh Sơn hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Thánh Vinh Sơn cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, để chúng ta cũng noi gương bắt chước các nhân đức của Ngài, để chúng ta dù sống ở dưới thế gian mà tâm hồn vẫn luôn hướng về trời cao, hướng về nước trời là quê hương đích thực vĩnh cửu của chúng ta. Và rồi chúng ta cũng biết sống đời sống chứng nhân cho tin mừng giữa lòng thế giới hôm nay, qua cung cách sống quảng đại, yêu thương, tha thứ và phục vụ anh chị em đồng loại. Và nếu chúng ta được thực hiện được như vậy, thì ngày kính Thánh Vinh Sơn, khi nhìn lên Thánh Vinh Sơn một mẫu gương sáng ngời cho chúng ta noi gương bắt chước Ngài, chúng ta xin Ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, để rồi ngày sau hết chúng ta cũng được hưởng vinh phúc trên trời với Ngài. Amen.